sau một năm học tập và rèn luyện tại trường thì em thấy mình dạy sướng hơn, có kỷ luật hơn và rất biết sắp xếp thời gian trong một ngày. Em cảm thấy là nhất đó là chính là cái kỷ luật của trường ấy. Nó khiến em thay đổi hơn. Sau một năm học ở đây thì em cảm thấy em có rất nhiều tiến bộ. Em biết dậy sớm, gập chăn và tự làm những cái công việc cá nhân của mình. Em thích thời gian vào những buổi sáng dậy tập thể dục cùng các bạn. Nó giúp cho em cảm thấy là sau một thời gian tập luyện thì nó sẽ khỏe hơn. Trong năm học đầu tiên, em cảm thấy mình thay đổi rất là nhiều. Em có nhiều sự tiến bộ trong học tập và cái quỹ thời gian của em được sắp xếp một cách hợp lý hơn. Em có thể cùng các bạn học tập, cùng lên thư viện, cùng đi lên lớp. Có các bạn đồng hành cùng thì em cảm thấy mình tích cực lên. Sau năm học đầu tiên thì em cảm nhận thấy là trường là một ngôi trường rất là tốt, thân thiện với học sinh. Mới ban đầu thì có thể là khó làm quen nhưng mà về sau tầm khoảng một tháng là có thể làm quen và sinh hoạt bình thường như ở nhà. Có bạn bè nhiều ở gần mình thì mình cũng có khá vui vẻ chia sẻ với nhau. Mình có thể giúp đỡ nhau trong học tập. Em được học sinh giỏi vì cũng là nhờ các cô đã chỉ dẫn cho em để em có thể học tốt hơn. Và những kiến thức đấy thì có thể là em sẽ khó quên được bởi vì các cô đã chỉ dẫn rất là nhiệt tình. Sau năm học đầu tiên em đã cảm thấy mình có thay đổi tích cực là mình đã chủ động trong mọi việc hơn. Mình cảm thấy mình là một người có trách nhiệm với chính bản thân mình. Và mình đã biết tự chăm sóc bản thân và không cần đến sự nhắc nhở cũng như là đôn đốc của cha mẹ nữa. Điều mà em thích nhất khi học tập nội trú ở trường đó chính là khoảng thời gian sau giờ học được tham gia những câu lạc bộ, được sinh hoạt cùng với các bạn ở trên ký túc xá. Đây là những điều em cảm thấy thích thú nhất khi được ở nội trú ở trường. Mong muốn lớn nhất là các con sau này nó phải thành công, tức là bỏ công ra thì nó phải thành, có thành quả. Cái thành quả đó nó phải dựa trên nguyên tắc lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh thì các con nó mới có cuộc sống hạnh phúc. Như vậy triết lý là thành công và hạnh phúc.